đi ba, ba nói đi, ba cho ai nhiều nhất? Ba biết mà, ba biết là con thương ba mà. Hồi nãy là con định là bỏ việc là về sớm với ba, con nói có hẹn ba lúc 2 giờ sáng, bây giờ con về sớm nha. Ba mới cho con chút chút. Trời, con hai đứa gái thấy ba có tiền nhụ nhụ vô thấy ghét không? Ủa, tại vì anh dụi không được, anh dụi anh sợ anh hư tóc của anh nên không dụi thôi. Trời đất ơi, chưa gì có tiền rồi thấy nó nói chuyện với tôi chưa ba? Ba rốt cuộc cũng không bằng một tờ vé số. Ba, một tiếng đồng hồ của mấy đứa bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì ba sẽ trả. Rồi. Nè, nhà có đó luôn, đó luôn thầy. Đẹp á nhưng mà thiếu đôi bông. Lấy xe đi. Cái son này của chị, em thích màu hồng không? Đánh đỡ đi. Trời ơi, tới giờ đi rồi mà. Mày có lấy cây xe son mà đi kiếm hoài. Nè, đánh này đi, cũng đẹp mà. Mày lấy xe qua chở tao. Xe tao đưa cho vợ tao đi, tao với vợ tao không đi chung. Đi đâu? Mày nói cái gì vậy? Có vợ tao đây mà mày nói chuyện gì, đi đâu? Đi đâu hả? Ba, đi đâu vậy? Trời ơi, con gái tôi này mặc đồ đẹp dữ vậy. Con lúc này chẳng đẹp. Rồi. Trời ơi, nhìn rồi. Đứa gái đang đẹp, nhìn qua thằng con rể xấu quắc đây. Tới liền. Đầu năm đầu tháng mới đừng chê tội nghiệp con. Ơi thôi. Phải cái này không? Phải cái này không? Đúng rồi, cho miếng kể gì. Ba. Gì con? Con gái ba đẹp không ba? Hả? Con gái ba đẹp không ba? Không nha con. Ủa gì kỳ vậy ba? Mày xấu tao kêu mày đẹp sao được. Nè. Trời đất ơi, nó tốt chút nè. Bé ba là đẹp nè. Sao? Cái gì? Chưa tới kịp nữa hả? Trời ơi, xe tải chạy kiểu gì mà sao vậy? Chắc anh luôn sao giao hai cho người ta em. Thôi kệ đi, để nhân viên lo, tối nay 7 giờ ăn cơm gia đình nha. Rồi hai được ba ơi, con bận lắm. Mấy đứa cũng vậy, hai chồng mình tới ăn cơm gia đình con luôn nha. Không được. Hai nè. Alo em nghe. Hai với Út tối ở nhà ăn cơm gia đình 7 giờ. Trời ơi, hôm nay con có hẹn với mấy bà ngoài sạp rồi. Lấy ngày thì khai trương xong cúng xong về tối ăn cơm gia đình 7 giờ tối chứ. Thì chưa chắc đâu, thì tới đó đi tính ba. Anh nói mọi người đi. Vậy đã. 5 phút nữa em có mặt liền. Mày ngu thiệt luôn á. Tập trước đi. Cái nhà của tao địa chỉ tao nhắn trong đó mà không biết đọc chữ hả? Chữ ai? Con chửi bạn con, chửi bạn. Tết nhất chữ quá. Tối 7 giờ ăn cơm gia đình. Đi hết trước nhà, đi trước nhà. Đi đâu mà đi? Kẹt cái gì? 7 giờ ăn cơm gia đình. Con đi thăm thầy, con đi thăm thầy con. Kẹt dữ lắm rồi, không được đâu. Thầy gì? Trời ơi, không phải thầy dạy văn quá, thầy phong thủy coi mấy cái lô đất coi sang năm coi làm ăn được không nè. Ông có bị rảnh không? Tự nhiên con như ba, để mấy anh chị đi đi. Ba con đi tập kịch trước nha. Khoan. Dạ. Tết nhất là tập gì? Mùng 7 con diễn kịch rồi, bây giờ sao mọi người nói mày, bữa mấy đứa bạn nó mày diễn dở quá nên không cho mày tập nữa. Thì bây giờ người ta cho cơ hội lần thứ hai thì mình phải nắm bắt cơ hội với ba. Ủa vậy là không nào ở nhà ăn cơm được với ba 7 giờ tối hả? Ủa mấy đứa kỳ vậy mấy đứa? Ăn cả năm rồi ba. Ăn gì nữa, ăn hoài vậy? Nó không cho mày tập là đúng, nó bị vô duyên quá. Nó nói đúng mà ba. Kệ chứ, hai nói gì? Không có đúng kìa. Mệt quá, đi làm mà ba cũng vậy. Thôi ngày mai đi ba. Có gì ngày mai nhà mình ăn được. Ăn ba ơi, cái bữa cơm gia đình nó quan trọng. Cuối năm mình có một ngồi một buổi quay quần mình ăn cơm rồi mình nói chuyện đời, rồi chuyện xã hội, cuộc sống một năm vừa qua như thế nào, hiểu không? Trời. Đi chơi đi bời thì cả năm trời đi chưa đã hả mấy đứa? Trời ơi, con đi làm đầu tắt mặt tối có đi chơi làm bời được bữa nào hả ba? Giờ thì mình mày làm à? Hai mày làm cả năm rồi thì giờ mày nghỉ thêm ngày nữa có mất mát gì? Cái nghề của con là mùa này là mùa kiếm tiền nhiều nhất, con đổ một đống tiền vô bây giờ mà con không lấy lại là con lỗ sặc máu. Trời. Thôi được rồi. Nói chung là không đứa nào ở nhà được hết đúng không? Dạ. Đây, nó lì xì ra. Bé lớn rồi, bé không thích lì xì. Vậy thôi, mấy cô chị nha, thôi em nhận giùm hai nha. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Chúc ba tuổi mới, ở năm mới nhiều sức khỏe, đẹp trai hơn, bụng nhỏ lại. Ủa chị không lấy hả? Lấy số hả? Bé lớn rồi, bé không thích lì. Cảm ơn hai. Ê, của bạn của chị mà, đưa đây. Ôi, chị không thích mà. Đưa đây. Ủa, không có số như y chang luôn. Hả? Cái này ba để dành là cho ba. Ủa là sao?
Mỗi đứa tờ giấy số biết đâu nó hợp. Số mấy vậy? Số nào cũng như số nào. Dạ. Thôi bây giờ vậy. Dạ cảm ơn. Mấy đứa con không ăn cơm tối nay cũng được, nhưng mà ba có chuyện muốn nói với mấy con. Dạ. Trời ơi, mày tới thì mày. Ê đi rồi hả? Rồi để qua liền nha. Hai con đi cả nhà thôi, qua liền thôi. Đi đâu đi đâu, tay đây nè. Thay ra, thay bùa nào mà. Nè ba có làm thịt kho vịt ngon lắm. Á nấu đi, 3 giờ sáng con về con ăn với ba. Rồi ba muốn nói cái gì? Có làm thịt kho vịt đồ ngon lắm. Alo, xe tới rồi hả? Xe tới rồi ba. Xin lỗi. Trời luôn, trời ơi, cái này phải để, bỏ cái mâm cơm này ra, mình để cái này ở giữa mới đúng rồi ba. Trời ơi, sao mà hên dữ vậy ba? Trời ơi. Trời ơi, ta nói bỏ vậy khai trương đúng ngày là có lọc liền. Ông thầy tôi coi chính xác luôn, nói là mày có lọc trong ngày hôm nay, ý như rằng là có lọc. Nè, tụi bay tự lo đi nha, hôm nay nhà ta có chuyện vui. Kệ, sao không được nha. Đang ăn cơm với gia đình bên ổng luôn, đang ăn cơm xong rồi bỏ ui, cơm chạy vậy liền. Em con đang ngồi với mấy bà trong sạp là con nói bỏ hết về với ba liền. Nè là mới được có ngón à. Về đây luôn. Đúng rồi, hôm nay quá. Năm mới có ngày mà ba. Con kêu người khác đúp vai giùm con rồi. Yeah. Nay vui. Dạ. Giờ để ba vô múc tô canh ra rồi mình dạy con mình cùng ăn ha. Dạ. Ba ăn đi ba, cho con hỏi thăm cái. Gì? Ủa ba mà mai mấy tờ ba? 10 tờ hả ba? 10 tờ. Ba mua 10 tờ, ba cho một đứa 1 tờ là ba còn giữ 5 tờ. Mà ba lớn tuổi ba giữ chi tới 5 tờ dữ vậy? Ủa đáng lẽ ông rể là không cho ông đó. Ba còn mười mấy 20 tờ lận. Dạ. 20 tờ. Thiệt hả ba? Để lắp ba lấy ra. Để lại chút 20 tờ. Con sắp làm phim điện ảnh mới hả ba? Ba đầu tư cho con đi ba. Anh ấy sẵn. Trời ơi má ơi. Anh ấy sang em lại. Trời ơi đợt này em khỏi đi làm luôn rồi. Đúng rồi, phải đi xin việc. Đúng rồi, đúng rồi. Làm gì ăn gì giờ này nữa. Mình có phim điện ảnh rồi. Sắp gì sắp phim điện ảnh rồi. Làm gì ảnh rồi. Phải biết kích luôn ba. Anh hai. Lần này em xin ba khoảng 3 tờ giấy số để em làm phim điện ảnh. Anh muốn vai gì em tranh vai đó. Chưa dữ vậy. 10 tờ thì bây giờ chưa. Phim điện ảnh tàu lao. Ủa cái gì vậy, thì giờ có ba chị em mình thôi chứ còn anh chị hai làm gì phải chia nữa. Nè nhưng mà em làm út ha, em làm út em sẽ được nhiều nhất tại em không có công ăn việc làm gì hết trơn. Tao với mày bằng tuổi tao mà chứ. Nè em lấy ba. Tôi thấy là gia đình bà bắt đầu có chữ tiền, tôi thấy là sao sao rồi đó. Em tôi. Đúng rồi. Ngồi xuống ba tụi bay. Dạ. Ha. Chị hai mày còn sống ở đây. Em thấy muốn gì ha cũng phải để chị quyết. Đúng không?
Đúng rồi. Quyết được. Không, bây giờ khoan khoan. Em đang ở đâu? Tụi em đang ở nhà của tôi. Tụi em đang ở đâu? Vì ai? Vì ông. Ủa mà vậy đó là ai đúng? Ba khoan 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 cho anh nói cái nè, cho anh nói nè, hai ông bà là một, hai ông bà đã có hai tờ rồi. Mỗi người mình mất có một tờ đúng không? Đúng thì rồi. Ba chia thêm cho mình mỗi người một tờ nữa. Thôi khỏi đi, khỏi đi, ta tính đầu người chứ bộ. Thôi đi chị, nhưng mà chị phải nghĩ chứ. Em ghé bút phê mà biết không? Ủa bây giờ trong nhà này, trong nhà này tiền bạc cái gì tôi cũng phải chi ra nhiều hơn. Bây giờ có tiền chung với số đó tôi là rẻ sao? Nhưng mà anh thì lớn tuổi rồi, còn gì tương lai nữa, còn tụi em đây là phải tao già rồi, không có tiền cái tiền nhiều. Em đang là người đau khổ trong nhà, em bị tan vỡ tình yêu mà sao mọi người sao vậy? Tại mày chứ. Cái đứa ổn quá. Đây đây con. Để cái mâm trái cây này chỗ khác con, để cái mâm trái cây chỗ khác. Rồi đây đây. Cầm cầm nhanh lên. Mà bây giờ bà hỏi rồi. Chúng số mấy đứa vui không? Vui chứ bà. Trời ơi. Sao không có đi công chuyện đi rồi mà mai tối về cũng được chứ sao mà chạy bỏ, gì gấp. Bỏ hết cũng được. Ơi, cái nào quan trọng nhất là mình phải lo cái đó trước chứ ba. Cái lòng xuất phát từ gia đình thì mình phải tụ họp về gia đình. Đúng rồi. Cái lòng từ gia đình mà. Với lại đâu phải Tết, đâu phải lúc nào mình ngồi ăn cơm cũng trúng độc đắc đâu ba. Đúng rồi. Trời ơi, nói chung là có một dịp Tết à thì anh em quay quần với ba chứ đúng không? Nói chung là giống như là ông trời ông thương á, thấy chị em mình cực quá. Bây giờ ổng giống như là ổng cho mình cái lọc vậy đó. Bây giờ có tiền nhiều mà nghỉ được nè, nghỉ nguyên nhà đi chơi được rồi ha. Đó. Nhưng mà ba nghĩ đúng không nè, trong nhà này con là nhỏ nhất luôn, không có công ăn việc làm gì hết. Bây giờ ba cứ đưa hết phần tiền đó cho con đi không, thì con lấy 5 tờ thôi, còn lại 5 tờ là mấy đồng. Nói nghe nè, đã ăn ở không mà còn xài tiền. Anh em mới là hết tiền nha, anh em mình xin đôi nha. Tiền nó để làm ăn đi ba, đầu tư qua con. Mấy anh chị mắc cười quá. Trong nhà này em là người được ba thương nhất. Xong rồi em chuẩn bị làm phim điện ảnh nữa. Đúng không ba? Phim điện ảnh hoài à. 10 tỷ thôi. 10 tỷ nhưng mà em xin ba có 5 tỷ thôi. Trời ơi. Trời ơi. 5 tỷ chứ bộ 50 ngàn hả? 5 tỷ ba có mà đúng không ba? Ba bây giờ vậy nè, con là cái người mà đàng hoàng nhất trong gia đình ha. Con là buôn bán làm ăn trước giờ đàng hoàng. Mà bây giờ hiện tại con đang muốn mở thêm vài cái sạp nữa. Có gì ba cho con thêm vài tờ nha ba. Ai chợ chồng mình bị mang tiếng bao nhiêu năm nay rồi, người ta đều nói là vợ chồng mình chợ búa, em cứ bán trong chợ hoài. Tụi con tính mở siêu thị luôn ba. Hay mở quá. Siêu thị luôn, chồng chơi lớn hay. Luôn. Không bây giờ nè, để ba cho tụi em hùng với anh chị đi. Thôi bây giờ để cho ba nói đi. Ba nói đi ba. Ba nói đi ba cho ai nhiều nhất. Ba biết mà, ba biết là con thương ba mà. Hồi nãy là con định là bỏ việc là về sớm với ba, con nói có hẹn ba lúc 3 giờ sáng mà bây giờ về sớm nhà thì ba mới cho con chút chứ. Trời có hai đứa gái thấy ba có tiền nhụ nhụ vô thấy ghét không? Ủa tại vì anh vội không được, anh vội anh sợ anh thư tóc của anh nên không vội thôi. Trời đất ơi, chưa gì có tiền rồi thấy nói chuyện với tôi chưa bà? Chết con hết được. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn cơm ba. Mở canh ăn cơm. Khui. Canh gì? Uống gì vậy ba? Vé số đó. Vé số gì vậy? Cái gì vậy? Vé số độc đắc hả? Ủa ba gì vậy ba? Sao ba? Thực ra là tờ vé số đó không có trúng. Tờ nào? Tờ này không trúng hả ba? Nhưng mà 10 tờ của tụi mình trúng. Ơi làm hết hồn chị thấy không? Ba đi á, tết giỡn kìa. Tất cả đều là không trúng. Nếu không có tờ vé số này thì mấy đứa đâu có về với ba. Ba rốt cuộc cũng không bằng một tờ vé số. Ba, con không có ý đó đâu ba. Tụi con ba muốn Tết ngồi ăn chung với nhau cho nó có cái tình cảm gia đình. Ba biết ai cũng bận, ba cũng không ép mấy đứa phải làm gì cho ba. Nhưng mà Tết nhất á, nó phải có bữa cơm gia đình. Tại tụi con còn trẻ, tụi con chưa có hiểu. Không có bữa cơm gia đình thì những người trong căn nhà đó không phải là một gia đình. Ba đi đâu vậy? Đi đâu ba? Ba ơi. Ba.
Ba ơi. Ba. 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 Ba ơi ba. Có gì từ từ nói ba. Ba đi đâu vậy ba? Khóa cửa kìa. Mấy đứa có thể ở nhà ăn một bữa cơm gia đình với ba được không? Trời ơi, hết hồn hết vía. Trời ơi, thì ba được chứ ba, chứ đâu phải là tụi con không muốn ăn đâu, nhưng mà... Ba làm hết hồn, ba cũng tưởng là ba khóa cửa, ba đốt nhà. Tại vì ai cũng bận đúng không? Tiếng đồng hồ của mấy đứa bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì ba sẽ trả? Má đừng có nói vậy mà. Ăn cơm. Vô ăn cơm đi. Ăn cơm thôi, ăn cơm gia đình. Mọi người ăn cơm đi, mọi người ăn cơm. Có gì hết á. Thôi Tết nhất rồi, cả nhà vui vẻ với nhau đi. Ăn lẹ đi, tôi còn chạy. Con chạy về nhà, con có ăn cơm với ba má con. Con bỏ ba má con cả năm nay rồi. Nè, ăn cơm đi lấy. Ăn lẹ đi, ba đi. Em về với anh. Đi, ăn. Ăn cơm. Đây, lấy đũa. Cắn gấp. Thịt kho vịt, món ba thích nhất nè. Ba muốn nói với con một điều. Dạ. Tụi con không có đi làm nữa. Vé số không trúng mà ba lì xì hoài vậy ba. Ba canh này mình bỏ rồi chứ ba tính xé ba bỏ vô thịt kho là khỏi ăn luôn đó. Thực ra tụi con biết lỗi rồi ba. Con không có đi làm nữa đâu ba. Ba mua vé số 2 ngày. Dạ. Cái ngày hôm qua là trúng, nhưng hôm nay không trúng. Đây, ba để 10 bao cất trong phòng chính, còn đây một tờ. Là trúng 10 tờ hả? Trúng độc đắc. Bình tĩnh, tao nói trúng độc đắc nguy hiểm lắm. Bình tĩnh ba. Cái loại trúng. Dạ. Cái loại trúng ba xé lộn mới bỏ trong đây rồi.